Và trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận vấn đề này cùng với CEO anh Phan Nhật Minh. Hiện tại thì anh đang là CEO của dự án Bitpack. Xin chào anh ạ. Chào em, chào khán giả. Anh Minh có thể nói cho anh cũng như là quý khán giả biết sơ qua về dự án Bitpack của mình không ạ? Bitpack là một cái dự án ứng dụng công nghệ blockchain giúp cho người dùng có thể là làm những nhiệm vụ đơn giản để mà nhận thưởng bằng Bitcoin. Xin cảm ơn anh. Thưa anh, hầu như là chúng ta khi mà nói đến tài sản mã hóa thì mọi người thường hay nói đến Bitcoin, nhưng mà ít ai biết được là cái công nghệ đứng đằng sau nó là gì. Vậy thì anh có thể cho anh Nguyên cũng như là quý khán giả biết rõ hơn về công nghệ blockchain là gì không ạ? Bitcoin mặc dù đã ra đời cách cũng gần sắp xỉ 10 năm rồi, tuy nhiên cũng rất là nhiều người nhầm lẫn là Bitcoin là blockchain. Tuy nhiên Bitcoin chỉ là một cái ứng dụng của nền tảng blockchain mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta có rất là nhiều dự án ứng dụng nền tảng blockchain. Bitcoin được ứng dụng bởi cái nền tảng blockchain và nó giúp cho chúng ta có một cái tính minh bạch và rõ ràng, và chúng ta rất là dễ dàng truy cứu những cái thông tin về giao dịch ở trên cái nền tảng blockchain. Vâng ạ, vậy thì đến với cái đề tài đầu tiên thì vậy thì làm thế nào để một người chưa biết gì về blockchain có thể sở hữu một cái token ở trên cái nền tảng blockchain trên một cái dự án ạ? Thì trước khi mà mình tìm hiểu bất kỳ một cái dự án nào và đầu tư vào bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì mình luôn luôn cần có những cái kiến thức về cái lĩnh vực đó, cũng như là những thông tin và tìm hiểu về cái lĩnh vực đó. Thì anh nghĩ là đầu tư khi mà tham gia vào một cái thị trường gì đó, chúng ta cũng không nên quá vội vàng để mà đầu tư quá nhiều chi phí vào cái thị trường mà chúng ta chưa hiểu rõ, cũng như là chúng ta cần tìm hiểu một cái dự án rất là kỹ lưỡng và ở trên các thông tin báo chí cũng như là những cái kênh tin tức đáng tin cậy, thì để giảm tránh cái việc rủi ro trong cái việc đầu tư của chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm những cái thuật ngữ trong ngành để mà chúng ta đỡ bỡ ngỡ khi mà người ta nhắc đến những cái thuật ngữ đó trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch cũng như là quá trình chúng ta tìm hiểu về thông tin. Như anh vừa mới chia sẻ thì hiện tại ngoài cái việc là mở ví thì trước đó chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều về mặt thông tin. Vậy thì hiện nay ở trên mạng xã hội, khi mà bản thân của anh Nguyệt đi, mình tra những cái từ cũng như là những cái khái niệm á, hay là những cái lời khuyên đó thì cũng có rất là nhiều. Vậy thì làm cách nào để mình có thể tối ưu được những cái lời khuyên đó và mình phân biệt được đâu là một cái lời khuyên thật là tốt cũng như đâu là một cái dự án hữu ích để cho mình có thể quyết định đầu tư? Tất cả những cái quyết định mà chúng ta đưa ra và chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho nó. Cái việc chúng ta đầu tư trong bất kỳ một cái thị trường nào và chúng ta phải chịu trách nhiệm với việc chúng ta đầu tư, đó là đầu tiên là chúng ta luôn ghi nhớ cái điều đó. Thứ hai là làm sao để mà chúng ta có được những cái thông tin chính thống cũng như là những cái thông tin gần nhất với dự án, thì đầu tiên là chúng ta cần biết cái website của cái dự án đó và chúng ta lên đó và chúng ta đọc tất cả những cái thông tin về cái dự án đó. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là dùng các những cái keyword để mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cái thông tin ở ngoài về những cái cộng đồng mà người ta đánh giá về dự án đó. Thì chúng ta nên tham gia vào những cái cộng đồng mà đã có uy tín và có rất là nhiều user đang ở trong đó, và chúng ta cũng chắt lọc những cái thông tin để mà chúng ta đưa ra cái quyết định đầu tư một cách đúng đắn, để tránh cho cái trường hợp là chúng ta tham gia vào những cái cộng đồng người ta đưa ra những cái lời khuyên theo cảm tính cũng như là không chính thức từ dự án. Vậy thì trước khi mà chúng ta quyết định đầu tư một cái chi phí nào đó vào tài sản số thì anh cũng có nói là mình sẽ cần phải tìm hiểu về cái cách mở ví. Vậy thì anh có thể chia sẻ hơi nhiều hơn về cái hình thức cũng như là chúng ta cần phải lưu ý những cái gì khi mà mình quyết định mở một cái tài sản số ở trên cái ví hay không? Hiện nay chúng ta có hai loại ví, một là ví nóng và hai là ví lạnh. Thì ví lạnh thì người ta sẽ ít nhắc đến hơn. Thì hôm nay anh nói nhiều hơn về ví nóng ha. Ví nóng thì chúng ta sẽ có hai loại ví là ví tập trung và ví phi tập trung. Thì thường những cái ví phi tập trung á, chúng ta cần tìm hiểu đó là một cái ví và được sử dụng rất là nhiều và rất là nhiều người dùng tin cậy và đã được sử dụng trong một cái thời gian dài. Và đó cũng phải là một cái ví mã nguồn mở để mà chúng ta có thể tin tưởng vào cái ví đó, tại vì đó là nơi giữ tài sản của chúng ta. Ngoài ra còn cái loại ví là cái ví tập trung, là cái nơi mà chúng ta lưu trữ cái tài sản của mình. Tuy nhiên là chúng ta cần định danh ở trên cái ví đó.
thì chúng ta mới được sử dụng cái ví đó để tránh những cái rủi ro về mặt đầu tư. Vậy thì sự khác biệt giữa ví tập trung và ví phi tập trung là như thế nào? Ví tập trung là một cái ví mà em và mọi người ở chúng ta phải định danh thì chúng ta mới sử dụng được. Có nghĩa là khi mà chúng ta KYC ở trong cái ví đó thì người ta biết được mình là cái người giao dịch cái số tiền đó. Còn cái ví phi tập trung là gì? Cái ví phi tập trung thì người ta sẽ chỉ biết mình thông qua một cái mã, gọi là một cái mã số đi. Người ta cũng không biết mình thật sự mình là ai. Lúc nãy anh có chia sẻ là có hai trường hợp, đó chính là ví nóng và ví lạnh. Vậy thì như vừa rồi anh mới chia sẻ đó chính là ví nóng. Vậy thì ví lạnh là gì? Mình có thể chia sẻ nhiều hơn được không ạ? Ví lạnh là một cái loại ví, nó cũng là nơi để mà cất giữ tài sản số. Tuy nhiên thường nó sẽ dành cho những cái coin như là Bitcoin, Ethereum. Thì ví em hình dung như thế này: khi mà mình nhận token thì chúng ta có thể nhận trên cái nền tảng blockchain, nền tảng blockchain đều ghi nhận hết. Nên còn ví lạnh chúng ta sẽ không cần phải sử dụng internet. Khi mà chúng ta chuyển cái token của chúng ta đi thì chúng ta mới hoạt động cái ví lạnh thôi. Còn ngoài nên cái ví lạnh nó mang một cái tính bảo mật hơn và nó không bị ảnh hưởng bởi internet. Vậy thì người dùng sẽ lựa chọn như thế nào trong trường hợp là họ quyết định đầu tư và bỏ tiền, thì họ sẽ lựa chọn ví nóng hay là ví lạnh, hay là có một cái yêu cầu xác định nào hay không? Thường những cái dự án gần đây thì đa phần là mọi người đều sử dụng ví nóng để mà cất giữ cái tài sản của mình cũng như là giao dịch. Thì anh nghĩ là những cái người dùng mới họ sẽ tập làm quen với lại ví nóng. Chắc chắn là sau khi mà nghe anh Phan Nhật Minh chia sẻ xong thì một lát nữa anh Nguyệt cũng sẽ thử trải nghiệm với cái hình thức là thử đầu tư vào trong một cái ví nóng để thử xem cái trải nghiệm nó như thế nào. Nhưng mà đối với những người mới vừa bắt đầu như anh Nguyệt đi ha, vậy thì làm thế nào để mình có thể sở hữu một cái token ở trong cái nền tảng của blockchain ạ? Đầu tiên, thường những dự án khi mà họ mới ra mắt thì họ sẽ thường trong cái ngành người ta hay gọi là airdrop, thì đó là chúng ta làm những cái hoạt động đơn giản để chúng ta được nhận thưởng cái token do dự án đó trao thưởng cho chúng ta. Đó là cái điều cơ bản nhất. Thường là những người mới họ sẽ tập làm quen với cái việc mà làm nhiệm vụ đó để mà họ nhận được cái token đầu tiên. Ngoài ra thì nếu mà trong trường hợp mà họ muốn có cái đồng token thì họ có thể là đầu tư một cái khoản chi phí nhỏ để có thể mua một cái đồng token nào đó mình thích. Ví dụ như có thể là mua Bitcoin chẳng hạn. Đó là một cái đồng token đã được trong rất là nhiều năm và mọi người đến bây giờ người ta vẫn nhắc đến Bitcoin giống như anh cả trong ngành vậy. Thì chúng ta cũng có thể là với một cái lượng ít thôi, một cái chi phí ít thôi để mà chúng ta tập làm quen với việc giao dịch ở trong những cái ví cũng như là những cái sàn để mà chúng ta tập làm quen với những thao tác. Nếu như bây giờ mà bản thân của anh Nguyệt muốn nhận được airdrop của Bitbat thì sao? Giống như anh vừa chia sẻ đó, thì là thường những cái dự án họ sẽ có những cái chương trình airdrop trong một cái khoảng thời gian trước khi IDO. Thì có thể là sắp tới Bitbat cũng sẽ có một cái chương trình airdrop cho người dùng. Thì lúc đó là anh Nguyệt cũng có thể tham gia để làm những cái nhiệm vụ đơn giản như vậy để những cái token Bitbat. Chắc chắn là một khoảng thời gian tới thì anh Nguyệt sẽ liên hệ với anh Phan Nhật Minh để có thể nhận được token từ cái tài khoản airdrop, đúng không ạ? Vậy thì đối với những token sau khi mà được nhận từ việc airdrop hay là nhà đầu tư quyết định mua thì sẽ được lưu trữ ở đâu ạ? Thường thì chúng ta sẽ có một cái ví để mình lưu trữ cái token của chúng ta. Thì thường trên mỗi dự án họ sẽ phát triển cái token trên một cái nền tảng blockchain khác nhau. Thì lúc đó chúng ta phải có một cái ví để mà chứa cái token đó theo đúng cái nền tảng tạo ra nó. Vậy thì làm thế nào để có thể bảo mật được cái tài khoản token của mình ạ? Đó là một cái vấn đề mà mọi người đều rất là quan tâm. Hiện nay vẫn chưa có một cái công thức nào để bảo vệ nó một cách tối ưu. Tuy nhiên thì theo cái quan điểm của anh cũng như là kinh nghiệm của những người anh đi trước thì anh có trao đổi, thì anh có một cái số cái gợi ý như thế này. Thì thường là mình phải biết là hacker họ tấn công cái để mà lấy đi gọi là cái chìa khóa để vào cái ứng dụng của chúng ta hoặc là để mở cái ví của chúng ta. Thì
nó sẽ phải sử dụng một họ sẽ sử dụng một cái gọi là scan cái thông tin của chúng ta để lấy được cái dữ liệu của chúng ta, những cái nơi gọi là mật khẩu bí mật của chúng ta để mà được đăng nhập vào cái ví lưu trữ tài sản của chúng ta. Thì để tránh cái hiện tượng đó thì chúng ta phải mã hóa cái key bí mật đó, cái chìa khóa bí mật đó bằng việc mà chúng ta nén cái file đó lại. Có thể là chúng ta lưu trữ cái gọi là 12 cái ký tự, sau đó là chúng ta nén nó lại và chúng ta cất ở một cái nơi an toàn, ví dụ như là trên những cái nền tảng uy tín. Ví dụ viết ra giấy xong đem đi cất gì đó. Viết ra giấy đem đi cất cũng là một cách gọi là an toàn nhất, tại vì không có ai đụng được. Tuy nhiên có thể là sau một cái thời gian chúng ta có thể quên đi, hoặc là nó có thể là nó sẽ bị ướt hay gì đó, bay màu chẳng hạn, thì đó cũng là một cái rủi ro khác. Vậy tức là thôi bây giờ mình cứ nén lại, sau đó là cất ở một cái nơi thật là an toàn để mình nhớ, nhưng mà nhớ là phải nhớ mật khẩu nữa đúng không anh? Dạ. Vậy thì đối với một người mà chưa biết gì về blockchain, chưa biết gì về token thì họ cần phải lưu ý những gì khi mà họ quyết định đầu tư hoặc là thực hiện một cái nhiệm vụ airdrop nào đó? Thường thì những sai lầm của những cái người dùng mới đó là việc họ tự tin thái quá trong cái việc đầu tư, và họ rất là dễ dãi tin theo lời người khác. Tất cả các mẫu quyết định là do cái sự phân tích cũng như là cần phải có thời gian tìm hiểu. Thì đó là cái sai lầm đầu tiên. Cái sai lầm thứ hai là người dùng hay nghĩ là cứ vào là sẽ thắng. Thì đó là cái tư duy gọi là muốn thắng nhanh. Tuy nhiên thì trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào, bất kỳ một cái lĩnh vực đầu tư nào thì rủi ro thì nó đi kèm với lợi nhuận. Thì lợi nhuận càng cao thì đi kèm với rủi ro càng lớn. Vì thế là chúng ta cũng tránh cái sai lầm là chúng ta mong muốn là chúng ta không có lợi nhuận liền. Ngoài ra đó thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về dự án cũng như là đội ngũ của dự án. Những người mà đồng hành cùng dự án là những gọi là những backer, những cái nhà đầu tư cũng như là người cố vấn cho cái dự án đó, thì giúp cho cái dự án đó có một cái niềm tin cũng như là thông tin nó rõ ràng khi mà chúng ta đầu tư. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Nhật Minh rất là nhiều. Thưa quý vị khán giả, chắc chắn là với tất cả những thông tin vô cùng quý giá từ phía anh Hoàng Nhật Minh, CEO của Bitpack đem lại, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái sự cẩn trọng hơn trong cái quá trình mà nếu như mà quý vị chúng ta quyết định lựa chọn mua một cái dự án nào đó bằng token, thì lúc đó thì chúng ta sẽ an tâm nhiều hơn. Và quý vị ơi, chúng ta cũng hãy thật là thận trọng trong cái quá trình mà chúng ta mua bán cũng như là những cái giao dịch để mình tránh cái việc là mất tiền, đúng không ạ? Vậy hy vọng là ở những số khác của chương trình thì chúng tôi sẽ có thể cung cấp thêm nhiều hơn nữa những thông tin liên quan đến các nền tảng blockchain để quý vị chúng ta có được những thông tin thật là quý giá và chúng ta có thể tiếp cận được với cái nền tảng này một cách nhanh chóng nhất. Và đến đây thì anh Nguyệt cùng với anh Phan Nhật Minh cũng xin kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.